ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai. Ngồi xuân lại đây mà chiều là buồn người già. Đốt là đốt là đốt là buồn người già. Con ngày mai nó dám lên tiếng thì tao sẽ cúi đầu. Tuổi trẻ này chẳng có mấy khi được sướng đâu. Để mày thì chẳng thế nào mà giống. Thân chào tất cả các em. Các bạn ơi, hôm nay chị Mập về một cái hộp này rất là xinh. Đây, cái hộp của nó đây. Chị Mập sẽ khoe cho các bạn xem. Cái mẫu này mẫu mới mà bên iBloom người ta mới sản xuất ra đó. Rất là xinh luôn. Lúc từ đầu khi mà chị Mập nhìn thấy thì chị Mập đã thích nó rồi. Nói chung là chị Mập thích Missy mà. Khi mà những cái mẫu mới ra thì chị Mập đều thích cả. Nhưng mà chị Mập chưa bao giờ nhìn thấy cái mẫu mini nào. Lúc từ đầu chị nhìn như vậy thì chị nghĩ nó cũng phải là 10 cm cơ. Chị Mập nghĩ rằng nó cũng cỡ 10 cm thì mình cũng không đến nỗi là phấn khích lắm. Nhưng mà khi chị Mập mua về thì Mập khui ra, trời ơi nó nhỏ xíu. Thì một bộ là họ sẽ đóng như thế này cho mình. Họ sẽ đóng riêng một bộ như thế này cho mình để khỏi bị lộn. Ở trong đây nó sẽ có 12 mẫu khác nhau. Thì chị Mập đã khui một hộp rồi đây. Chị Mập đã khui một hộp rồi. Thì ở trong đây nó sẽ gồm những cái em như thế này này. À, các bạn nhìn xem, khi mà chúng ta nhìn vào cái series này ấy, thì chúng ta nhìn chúng ta có thấy yêu không? À, chị Mập yêu, nhưng mà chị Mập cũng không nghĩ là nó bé như thế. Và đây chị Mập sẽ soi rõ cho các bạn xem là nó bé như thế này. Đây này các bạn này. Nó bé như thế này đấy. Nó bé như thế này đấy các bạn nhìn xem. Và các bạn ơi, nó tuy nó bé nhưng cái chất của nó bé mà nó làm mô phỏng không khác gì một cái hộp lớn. Thì chị Mập sẽ quay một cái hộp lớn và một cái vừa, một cái mini và cái vừa nha. Đây là một cái jumbo này. Đây là một cái hộp jumbo mà bên chị Mập bán có giá là 850 này. Còn đây là một cái mini này các bạn nhìn xem. Một cái mini nó nhỏ xíu thôi. Và đây là một cái size thứ 10 cm này. Đó các bạn nhìn đó. Thấy không? Nhìn nó rất là đã luôn. Chất siêu đã luôn. Và rất là thơm nọ. Có nghĩa là cái to nó như thế nào thì cái nhỏ nó như thế. Nó không hề thiếu một cái chi tiết nào luôn. Thậm chí nó rất là sắc sảo luôn nhá. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 250 một em như thế này. 250 một em như thế này. Chúng ta sẽ có ở trong cái series này có gồm có bánh tam giác 6 dâu, bánh chi, một cái này thì chị Mập không biết gọi nó là cái gì nữa. Macaron hay là gì đó, cũng xíu xíu luôn. Rồi, một em này macaron nhưng mà nó có cục mụn. Chị Mập sẽ gọi nó là macaron mụn. Đó, rất là xinh các bạn nhìn thấy không? Siêu xinh luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái mẫu khác ha. Rồi, mẫu kem này thì là mẫu kem bên iLoom người ta mới sản xuất ra đây. Thì kem này có giá là 350 một kem như thế này ha. Chúng ta sẽ có khoai tây thì chị Mập bán có giá là 390 một em. Chúng ta có gấu Harajuku này thì có giá là 390 luôn. Chúng ta sẽ có những cái em donut là 350, donut thú rất là mềm, siêu mềm luôn các bạn nha, rất là mềm, siêu mềm luôn. Chị Mập có một cái mẫu bánh này, bánh mau. Các bạn nào mà chúng ta chưa bao giờ chơi Wixi nào mà về gọi là những cái lớp mau như thế này ấy, thì chúng ta nên lựa chọn những cái này. Thề luôn nó mềm, giống như là một cục kẹo bông vậy ấy. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 350, sẽ có đủ màu luôn ha. Rồi chúng ta sẽ có những cái bình sữa như thế này. Bình sữa như thế này, có giá là 220 ha. Siêu mềm, rất là mềm, thơm lắm. Chúng ta sẽ có cái cặp gấu này. Em gấu ôm dâu này có giá là 390. Rồi chúng ta sẽ có cái cặp Kanehay. Cặp Kanehay có cặp thì ôm, có cặp thì có cục dâu, cục bơ, có cặp thì không có nhé. Em này cũng có giá là 390 một em. Chị Mập sẽ có một cặp thỏ Bunny và em gấu Shiba. Gấu này là gấu, không phải gấu Shiba, gấu gì ấy, quên tên rồi. Thì em này có giá là 370 một cặp như thế này nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái em kem gấu hay đây khu này 390 một em như thế này nha. Đây là cái clip này là hàng mới ha các bạn ha. Hàng mới thì cái giá nó sẽ mắc hơn là cái hàng defect kia. Rồi video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào muốn mua hàng chúng ta cùng nhấn vào cái đường link Facebook mà chị để ở dưới những cái clip mà tất cả các video đều có. Chúng ta mua rồi hoặc là vô trong Facebook trong Shopee để mua nha. Bye bye, tạm biệt các bạn đã từ nãy giờ đã theo dõi video của chị Mập nha.